cây bạc hà, còn gọi là cây dọc mùng. Bạc hà là một loại hoa màu, xưa nay được bà con nông dân trồng một ít xen chân vào vườn để dùng chế biến các món ăn trong gia đình như là nấu canh chua, xào, bắp gỏi. Thế nhưng gần 3 năm nay, bạc hà là một trong các loại hoa màu được ưa chuộng. Hiện nay, cây bạc hà được trồng tập trung ở một số vùng rau để cung cấp nguồn rau sạch cho các chợ nông thôn và các thành phố lớn. Ở đồng bằng sông Cửu Long, cây bạc hà được trồng nhiều ở các vùng chuyên canh rau thuộc tỉnh Tiền Giang, Long An. Sản phẩm chính của cây bạc hà là bẹ, dùng để nấu canh chua, nhúng lẩu. Sản phẩm phụ là lá, dùng để nuôi cá. Cây bạc hà thường được trồng xen trong các vườn cây. Bạc hà là một loài cây rất dễ trồng, dễ chăm sóc và ít vốn đầu tư. Nó thích hợp với vùng đất tơi xốp, ẩm và trồng được mọi lúc mọi nơi. Thời gian từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 3 tháng. Chỗ đất tốt, chăm sóc thường xuyên, mỗi bẹ có trọng lượng khoảng gần 1 kg. Có khi 2 bẹ nặng tới 3 kg. Giá cả dao động từ 1.000 đến 3.000 mốt 1 kg. Cũng là một khoản thu nhập khá cao cho nông dân. Theo đông y, dọc mùng có vị nhạt, tính mát và hơi có độc, thường dùng để thanh nhiệt giải khát. Bên cạnh đó, cứ trong khoảng 100g dọc mùng thì chứa 95g nước, 0,25g protein và lượng bột đường là 3,8g. Bẹ dọc mùng khô có tác dụng giải nhiệt, giảm chất béo rất tốt, lại an toàn. Đối với thân và lá của cây dọc mùng có tác dụng làm tiêu đờm, giảm ho, khó thở, trừ dung. Rễ và củ của cây dọc mùng có thể phơi khô và chế biến thành bột trị ghẻ lở, trị dị ứng ngoài da. Ở trên là một số tác dụng của bạc hà hay gọi là dọc mùng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu yêu thích nhớ bấm like, đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.